Ngô Kiến Huy bất lực vì thứ sáu ngày 13 khiến người hâm mộ không thể nhịn cười. Hình ảnh Ngô Kiến Huy xuất hiện tại Hà Nội với vẻ ngoài hài hước nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen. Trên trang cá nhân của mình, Ngô Kiến Huy bất ngờ đăng tải hình ảnh của mình ở Hà Nội với câu chuyện hài hước khiến người hâm mộ thích thú. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ, tôi mang áo len vào ngày Hà Nội nắng nóng. Tôi làm tóc 30 phút và không bắt được xe và tôi đi xe ôm. Đây là nón anh xe ôm đội cho tôi bon bon giữa lòng thủ đô. Tôi cảm thấy may mắn. Theo đó, trong ảnh nam ca sĩ đang ngồi trên xe máy ở giữa đường phố Hà Nội. Có thể thấy, với thời tiết oi nóng bất ngờ của Hà Nội trong hai ngày gần đây đã khiến nam ca sĩ đổ mồ hôi nhễ nhại và rối bời tóc tai. Đặc biệt, khuôn mặt ngắn ngẩm của anh chàng trước tình hình tắc đường của thủ đô khiến nhiều khán giả không thể nhịn cười. Bài viết của Ngô Kiến Huy nhanh chóng nhận được sự chú ý của netizen. Đặc biệt, sự cố đáng yêu của nam ca sĩ còn bị nhiều người qua đường bắt gặp và chụp lại. Ở phần bình luận, một khán giả đã để lại hình ảnh chụp trộm Ngô Kiến Huy khi đi ngoài đường kèm lời trêu đùa lầy lội, khoảnh khắc chụp được idol giữa lòng thủ đô. Ngay sau đó, hình ảnh này đã lập tức nhận được loạt biểu tượng ha ha vì dáng ngồi không thể khổ hơn của Ngô Kiến Huy. Chính chủ khi nhìn thấy tấm ảnh dìm này cũng chỉ biết ngậm ngùi để lại bình luận của bà. Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã nhanh chóng để lại bình luận về kỷ niệm đáng thương của Ngô Kiến Huy khi ra Hà Nội vào dịp cuối năm. Hôm nay là thứ sáu ngày 13 mà anh. May mắn từ game show tới đời thực luôn anh ơi. Cái nón Pikachu của chú xe ôm dễ thương quá. May mắn của anh là gặp được bác tài có tâm hồn đáng yêu như anh.